Hiện nay có khoảng hơn 200 cơ sở giáo dục đại học sử dụng phương thức xét học bạ trung học phổ thông, xét tuyển kết hợp kết quả học tập trong mùa tuyển sinh năm 2023. Trong đó có 22 trường đại học, học viện đã công bố điểm chuẩn đại học. Các chuyên gia tuyển sinh đã đưa ra lời khuyên về những việc nên làm với thí sinh sau khi biết điểm chuẩn đại học. Khi học viện là xác định xét tuyển sớm thì cũng muốn là mang đến cho các em thí sinh những cơ hội và những các cái điều kiện để các bạn lượng được sức mình và biết được có thêm cơ hội khi các bạn sẽ trúng tuyển. Các em đã trúng tuyển sớm trừ cái điều kiện tốt nghiệp thì các bạn hết sức là cần phải tự tin thực hiện tốt cái quá trình học tập còn lại của mình. Tức ở đây cụ thể đó là thi tốt nghiệp làm sao mà đạt cái hiệu quả cao nhất và cái việc mà thực hiện cái thao tác trên hệ thống của Bộ Giáo dục thì đúng quy trình, đúng quy định và đúng những các cái dự định của mình, không có nhầm lẫn để đảm bảo là đạt được cái nguyện vọng, cái mong muốn của bản thân. Nếu được các cơ sở đào tạo thông báo trúng tuyển, các thí sinh cần lưu ý, đây mới chỉ là kết quả trúng tuyển có điều kiện, thí sinh cần tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo. Trong thời gian tới sau khi các con có kết quả thi trung học phổ thông rồi, thì các con sẽ, bộ sẽ mở cái hệ thống đăng ký xét tuyển cho các con. Thì năm nay có sự thay đổi rất lớn là khi đăng ký xét tuyển, thì các con chỉ cần quan trên hệ thống, các con chỉ nhìn thấy hai cái trường thông tin. Thứ nhất là các cơ sở đào tạo, thứ hai là các ngành tương ứng với các trường đó. Và các con cứ chọn trên cái các con yêu thích trường nào, yêu thích ngành nào, có cái mong muốn học cái ngành nào thì các con sẽ chọn cái ngành đấy và để theo thứ tự ưu tiên. Đối với những cái ngành ở các trường mà các con đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm thì các con nên để vào trong hệ thống, để trong trường hợp nếu các con để cái nguyện vọng đó lên là nguyện vọng 1 thì ngay lập tức các con sẽ là trúng tuyển vào cái ngành đó ở cái trường mà các con đã trúng tuyển sớm. Và nếu các con để thứ tự các ngành, các nguyện vọng sau thì nếu tình huống là các con đỗ ở nguyện vọng trên rồi thì sẽ không được tính xuống nguyện vọng dưới nữa. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh và sự thống nhất chung về lịch trình tuyển sinh trong toàn hệ thống, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển và thông báo kết quả xét tuyển sớm cho thí sinh chậm nhất vào 17 giờ ngày 8 tháng 7.